Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video là trả lời các câu hỏi của anh em. Anh em có biết comment như thế này: tấm pin năng lượng 330W và sạc 30A được không anh, cho em hỏi. Rồi, cái thông tin anh nêu ra thì tôi không nắm rõ cái chỗ này. Không biết là anh sạc cho hệ 12 hay là 24 và anh dùng cái con sạc BBKM hay là MPPT. Đó, tôi không nắm rõ chỗ này. Nhưng tôi cũng nêu lên vài thông tin để anh tham khảo ha. Nếu anh dùng cái con sạc BBKM, đó, các dòng sạc BBKM mà anh điều khiển cái tấm pin 330W để sạc pin hệ 12V được, nhưng nó không đạt được cái hiệu suất tốt nhất. Đó, cái tấm pin này, cái tấm pin 330W và dùng cái con sạc cây kiểu dòng sạc BKM nó phù hợp sạc pin hệ 24V. Đó. Còn nếu mà trường hợp anh muốn sạc pin hệ 12V á, mà những cái tấm pin 330W như thế này á, thì dùng những cái con sạc MPPT á, nó phù hợp hơn. Tại vì cái dòng sạc MPPT á, nó biến cái áp thừa của tấm pin nó thành cái dòng sạc. Đó, nó sạc pin hệ 12V rất là hiệu quả. Đó, tại vì á, những cái tấm pin á, có cái công có cái áp lớn á, thì dòng nó rất là thấp. Mà mình sạc pin hệ 12V á, thì chủ yếu mình cần cái dòng thôi, là cái A đó nha anh. Đó, chứ không cần cái volt nhiều. Đó, nên cái trường hợp này thì tôi xin chia sẻ hai trường hợp. Đó, trường hợp thứ nhất, nếu mà anh dùng cái con sạc BBKM mà anh điều khiển cái tấm pin 330W để anh sạc cho hệ 24V thì ngon lành cành đào. Ok. Trường hợp thứ hai, anh dùng cái con sạc BBKM, anh điều khiển cái tấm pin có công suất 330W, anh sạc bên hệ 12V cũng được, nhưng mà nó không đạt được cái hiệu suất tốt nhất. Đó, tại vì á, cái tấm pin này, cái điện áp nó dao động từ 30 đến 40V, nhưng mà cái dòng nó đâu từ 7 đến 8A. Cái dòng nó chỉ bằng cái tấm pin 18V 150W. Tại vì cái tấm pin á, 150W á, 18V á, thì cái dòng nó cũng 7-8A rồi. Nó rất là phù hợp sạc pin hệ 12V khi mà mình dùng con sạc BBKM này. Đó, nếu anh sạc bên hệ 12V thì anh có thể là mình lựa, mình mua hai tấm pin, mỗi một tấm 170W, thì mình về mình câu song song lại cũng tầm đâu đó là 340W rồi. Mình dùng sạc BKM này sạc bên hệ 12V rất là tốt, rất là đạt hiệu suất tốt nhất. Còn nguyên một cái tấm pin lớn, cái tấm pin nguyên một cái tấm pin 330W mà mình dùng cái sạc BKM mà mình sạc hệ 12V được, nhưng mà nó không mang lại cái hiệu suất tốt ha. Đó, còn nếu mà bên hệ 24V thì ngon lành. Đó, còn nếu mà mình mua những cái tấm pin có công suất lớn như thế này mà mình muốn sạc bên hệ 12V thì anh cũng có thể là tham khảo những dòng sạc MPPT nha anh. Đó, rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi, em trừ hao về 200W thôi, ban đêm em sử dụng hai quạt treo và các thiết bị 50W thôi anh ạ. À, sử dụng khoảng 5 tiếng thì ok, còn không đủ, mong anh tư vấn thêm hệ điện em còn nâng cấp lên hệ 48V 5kW. Rồi thì qua cái thông tin của anh thì hôm qua tôi cũng có chia sẻ rồi, thì hôm nay anh có hỏi thêm. Đó thì cái nội dung hôm qua thì đến hôm nay tôi cũng còn nhớ cái comment của anh. Đó thì hôm qua anh có hỏi về cái vấn đề là anh muốn sử dụng pin hệ 24V, 4 cái bình Yamato. Đó, và 340W pin, anh sử dụng bên hệ 24. Đó, nhưng mà hôm nay thì anh có thể là anh muốn nâng cấp lên những cái hệ áp cao hơn để sử dụng cho nó bền bỉ theo năm tháng hơn, để thuận tiện sau này anh nâng cấp những hệ điện lớn hơn thì anh nên sử dụng bên hệ 48 nha anh. Đó, thay vì dù anh có 4 cái bình Yamato này thì bây giờ á, anh mua những cái con, nếu mà bây giờ nó có đa sự lựa chọn anh ạ. Kích anh muốn mua kích rời, sạc rời cũng được, nhưng mà anh phải chọn 48V luôn, để sau này mình có nâng cấp lên thì không cần phải thay đổi những cái thiết bị đó ha. Đó, mỗi một lần á, hệ điện á mà mình muốn nâng cấp, mình thay đổi gì nó rất là tốn tiền, nó rất là lãng phí lắm anh ạ. Ở đây nè, ở đây giờ tôi muốn thay đổi nhưng mà tôi thay đổi không nổi nè. Đó, bắt buộc nên xài hệ 12 24 hoài à. Đó, đó, mỗi một lần mình muốn chỉnh sửa hay nâng cấp thêm gì mà mình muốn nâng cái hệ nhỏ lên hệ lớn á, thì nó rất là tốn kém, y hệt như là đầu tư ban đầu á. Thì thôi bây giờ anh nên, nếu mà anh có cái ý là sau này mình muốn nâng cấp lên điện nó nhiều hơn để sử dụng trong gia đình á, thì anh nên sử dụng luôn cái hệ 48. Đó là như vậy nha anh.
theo ý tôi là anh nên sử dụng 48 nha. Rồi thì để tôi bổ sung thêm cái vấn đề là anh sử dụng hai quạt treo và các thiết bị 50W thôi, thì anh tổng thời gian sử dụng anh là 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ các thiết bị điện khác 50W cộng hai cây quạt treo chắc có thể là quạt điện đúng không anh? Thì hai cây quạt á, cái công suất nó tầm tầm chắc khoảng chừng 8 đến 90W giờ cộng với 50W nữa thì tổng tổng công suất sử dụng anh là tầm khoảng 140 W giờ mà 5 tiếng vậy thì mình nhân bao nhiêu vậy? 140 mà nhân 5 hình như là 700 W. À vậy là cái mức điện sử dụng của anh á tầm có 700 W thôi, mà bốn cái bình Yamato này á thì nó mình sạc nó thì nó lưu được 1,2 kg điện nhanh. Rồi dư sức anh sử dụng ha. Nếu mà mình sạc nó rồi á mà mình kích lên á thì mình bù trừ cái việc mà trong quá trình chuyển đổi nó xoay chiều điện á, một chiều nó xoay lại cái xoay chiều lại điện mình điện 220 mình sử dụng á thì quá trình xoay thì nó phải mắc mát. Tôi ví dụ nha, anh sử dụng tầm tầm khoảng 700 W phải không? Nhưng mà cái mức tiêu tốn của cái bình đó nó xuất ra tầm từ 8 đến 900 W thì bốn cái bình này nó cũng đã đủ dư sức cho anh sử dụng các thiết bị điện đó trong thời gian 5 tiếng rồi. Rồi là như vậy nha anh. Đó, qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh yên tâm mà sử dụng ha. Đó thì anh nên cái đầu tiên bây giờ nên tham khảo luôn hệ 48V. Đó, 48V chẳng hạn như là anh có thể là tham khảo những cái con 3-in-1 hệ 48V luôn cũng được, nhưng mà nó hơi đắt tiền là mình mua những cái con kích lẻ, con sạc lẻ. Đó, hay là nếu mà anh mua những cái sạc lẻ, sạc MBT 45A cũng được. Rồi anh mua cái con kích 48V xin chuẩn tầm cái chừng 2.000 đến 3.000W đó, để sau này thì mình muốn xài nhiều thiết bị và mình có tải lớn hơn thì những cái sạc cái kích thì mình không cần thay đổi rồi, mà mình chỉ cần mua thêm ắc quy về mình câu song song tiếp vô. Nhưng mà anh lưu ý hệ 24 hoặc 48 thì anh nên lắp mạch cân bằng nha anh. Đó, lắp mạch cân bằng, chứ nếu mà những cái hệ câu nối tiếp không lắp mạch, không lắp mạch cân bằng sử dụng nó dễ hư ắc quy lắm. Tôi đây thì bị hư một cặp rồi đó, hư cặp bình Vision đó, tôi cũng hay thường chia sẻ với anh em đó. Đó, nó rất là uổng, nên mình phải lắp mạch cân bằng. Rồi, là như vậy nha, xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi. Em cảm ơn bác nhiều. Em có hai bình viễn thông 150Ah dùng hệ nối tiếp 24V nên dùng mạch cân bằng ắc quy loại nào thì hợp lý? Em thấy nhiều loại quá nhưng không biết loại nào phù hợp, mong bác giúp đỡ và chia sẻ ạ. Dạ đúng rồi anh ạ. Ngay cả tôi cũng thấy những cái dòng mạch cân bằng rất là nhiều, giá cả nó cũng khác nhau. Đó thì những cái dòng sạc ở đây thì có cái ở đây tôi dùng cái sạc, cái loại cái sạc này nó rẻ tiền nhất, tôi mua shopping Trung Quốc nè, tầm trên dưới 300.000 anh, hơn 300.000 luôn, phí vận chuyển chắc tầm 350.000 đổ lại đó. Thì cái mạch này rất là nhỏ, cái dòng nó cân bằng từ 0 đến 5A thì nó mình lấy đi phân nửa đi, tầm tầm là 2A rưỡi đi, mỗi 1 tiếng đồng hồ á. Nếu mà cái bình mình nó lệch áp á thì 1 tiếng đồng hồ nó lấy 2,5A, cái bình có điện nhiều nó sạc qua cái điện ít là 2,5A nên cái dòng cân bằng nó rất là nhỏ. Nếu cặp bình anh là cặp bình mới và điều áp với nhau thì anh nếu mà mình muốn tiết kiệm tiền thì anh cũng có thể là mua cái mạch loại rẻ này cũng được, trên dưới 300.000 này cũng được, sử dụng cũng được. Đó, còn nếu mà cái cặp bình anh, cái bình mới, cái bình cũ đó ha, hoặc là anh sử dụng tải lớn á, anh sử dụng nhiều trong ngày mà anh sử dụng nhiều cái tải lớn á thì anh có thể là tham khảo cái mạch cân bằng đó, như thấy trên hình á là 800-900 ngàn gì đó, 700-800 ngàn đó, có giá cả anh thấy luôn á. Thì cái mạch này là 48, nó căng từ 24, 36, 48 luôn, thì cái mạch này á nó căng là 20A trên 1 giờ. Đó, thì nếu mà trong quá trình cái bình mình mới á, là tất nhiên á, cái lưu điện nhiều và cái lưu điện ít á, thì mà mình tải lớn á, hoặc là sạc xả thì nó có thể là nó cân bằng, nó lấy 20A, nó sạc từ cái điện nhiều qua cái điện ít á, nó lấy tới 20A 1 giờ. Đó, nên hai cái bình mình nó không lệch áp nhiều, mình sử dụng nó rất là ổn định, lâu dài ha anh. Đó, thì cái này cũng tùy anh, đó. Nếu mà cặp bình anh á, nếu mà anh mua luôn hai cái bình mới ha, hai cái bình anh nó điều áp với nhau á, thì nếu mà mình tiết kiệm tiền thì xài mạch nhỏ cũng được, còn nếu không thì mình có thể luôn mua mạch lớn cho nó yên tâm mà sử dụng ha. Đó, thì ở đây nè, tôi cũng có cái cặp bình Vision, bình gel
cái cặp bình này tôi mua, tôi xài nó 2 năm rồi anh ạ. Tôi mua cặp bình này là 13.600.000, là 6.800.000 một cái nè. Bình vi sinh, bình viễn thông nha, bình gel nha. Nếu bình mà công nghệ AMG thì nó rẻ hơn. Bình này 1 triệu một cái. Tôi mua hai cặp bình tốt nhất nha. Về tôi câu bên hệ 24V đó. Lúc trước á, mấy năm trước tôi xài cái con 3-1 hệ 24V đó. Tôi không có lắp mạch cân bằng. Tôi sử dụng hơn 1 năm vậy á. Trong quá trình nó lệch áp đi một cái, nó yếu, nó hư đi một cái rồi. Nói nó hư thì nó hơi quá, nhưng mà đã suy yếu đi một cái rồi anh ạ. Rất là uổng, uổng này chỗ này. Đó, cái này là do lỗi tại tôi, thì tôi cũng có nói hoài à. Mỗi lần nói đến cặp bình này á, thì tôi không có đổ lỗi là do sản phẩm nó dởm hay là nó dở. Không phải, cái đó là do người sử dụng vận hành nó không đúng ha, thì nó dẫn đến là nó hư, thì cái đó mình phải chịu thôi. Đó, tôi hay thường nói với anh em để anh em lưu ý, để anh em mà kết nối thì phải có mạch cân bằng để sử dụng cho nó bền bỉ ha. Đó, những cái gì thất bại thì tôi đều chia sẻ cho anh em biết, để cho anh em phải đừng có thất bại giống như tôi nữa. Tôi đã thất bại rồi đó, nên tôi chia sẻ thực tế cho anh em. Anh nên tham khảo những cái mạch cân bằng. Nếu cái cặp bình của anh á, nếu mà cặp bình anh ra cặp bình mới ha, hai cặp nó đều nhau á, anh mua một loại thì có thể là mình sử dụng cái mạch nhỏ nhỏ cỡ này cũng được ha, tại vì nó căng cái dòng nhỏ mà. Còn nếu mà hai cái bình anh, bình mới bình cũ á, nó lệch áp nhiều quá thì anh nên tham khảo cái mạch lớn. Nó là như vậy nha anh, phải lắp mạch cân bằng khi mà mình sử dụng những cái hệ câu nối tiếp, phải lắp thôi, chứ không lắp thì sớm muộn thì nó cũng hư à. Lúc trước tôi không có lắp mạch cân bằng, tôi làm nhiều cách lắm. Nay vài bữa tôi đổi cái này qua cái này rồi tôi tháo ra, tôi câu song song, tôi làm đủ hết trơn. Nhưng mà cái dòng thứ mà lại câu nối tiếp thì nó lệch là lệch ha, nó hư là nó hư à, không có cách gì. Không có cách gì mà nói mà sử dụng hệ câu nối tiếp mà không lắp mạch cân bằng là không ổn định rồi, phải lắp thôi. Thì anh hầu như nãy giờ tôi chia sẻ ha, có hai cái mấy cái là mạch nhiều lắm anh ạ. Đó thì anh có thể là lựa chọn ha, thì cái loại mà nó cao A thì nó hơi đắt, nó gần 1 triệu á, còn loại này thì nó trên dưới 300.000, hơn 300.000 chút xíu à, nhưng mà rất nhỏ. Rồi là như vậy nha anh, qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi, anh Phong ơi cho em hỏi, em có 900W pin và con sạc MBT 45A, em nên xài hệ 24V hay là 48V vậy anh? Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, qua câu hỏi của anh thì tôi xin nêu lên hai vấn đề chia sẻ cùng anh ha, để anh tham khảo ha. Nếu anh sử dụng điện năng lượng mặt trời hệ độc lập, nếu mà anh muốn sử dụng tầm 900W pin đổ lại, tất nhiên là cái điểm dừng ở 900W pin đổ lại thôi, sau này anh không có nâng cấp lên nữa. Đó, thì hệ 24V nó cũng đã ổn định và bền bỉ rồi anh ạ. Đó là một cái trường hợp ha. Cái trường hợp thứ hai, nếu bây giờ anh đang phập phồng, không biết là mình sử dụng cái điện như thế này mà không biết sau này mình có nâng cấp lên hay không. Đó, hay là trước mắt mình chỉ sử dụng vậy thôi. Nếu mà mình sử dụng thấy được thì mình có thể là nâng cái hệ thống điện của mình lên để mình sử dụng được nhiều thiết bị điện trong gia đình. Đó, chẳng hạn như của tôi mới ban đầu thì tôi sử dụng ít thôi, sau này các thiết bị điện nó nhiều ra. Tại vì các thành viên trong gia đình càng ngày càng nhiều lên, con trẻ con càng lớn lên nên cái nhu cầu mà sử dụng điện nó càng nhiều hơn, và các thiết bị điện thì nó cũng càng nhiều hơn. Nay mình mua cái này, mai mình mua cái kia, nên nó sử dụng điện nó nhiều, nên cái hệ thống điện của mình nó phải nâng cấp dần theo. Đó, nếu mà anh có quyết định được không, nếu mà anh chỉ ở cái điểm dừng là thôi, mình chỉ quyết định là sử dụng chỉ 900W pin đổ lại thôi, sau này không đầu tư thêm nữa, không nâng cấp nữa, thì hệ 24V là đã ổn định rồi anh ạ. Đó ha, điểm dừng ở hệ 24V đó cho nó đỡ các cái chi phí, tại vì hệ 48V thì nó hơi cao tiền hơn hệ 24V một chút. Đó, những các thiết bị 48V ha, thì hệ 48V á thì nó tốt hơn rồi. Còn nếu mà anh sử dụng điện thì như nãy giờ tôi nói ha, nếu mà anh muốn nâng cấp lên nữa thì anh nên sử dụng hệ 48 luôn. Ngay cái thời điểm mà ban đầu này thì anh nên tham khảo luôn cái hệ 48V để sau này mình nâng cấp pin lên nó thoải mái. Tại vì cái con sạc 45A nó điều khiển tầm khoảng là dưới 1.100W pin, tầm là 1.100W pin đổ lại sạc pin hệ 24V. Đó là phù hợp với 900W pin của anh sạc pin hệ 24V rồi. Còn cái con sạc MBT này mà sạc bên hệ 48V thì anh cứ nhân lên gấp đôi, tầm là 2.000W pin đó. Thì cái này cũng tùy theo, anh phải xem lại là mình phải dừng lại ở cái mức nào
Nếu mà mình chỉ dừng lại 900 watt pin thôi là dừng, không nâng cấp nữa thì thôi hệ 24V ha. Nó cũng ổn định rồi. Còn nếu mà anh có ý định là sau này muốn nâng cấp lên thêm nữa thì nên quyết định 48V cho nó bền nha anh, mà nó cũng dễ nâng cấp nữa nha anh, không có thay đổi cái con sạc nha anh. Đó là như vậy. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh rất nhiều. Rồi cái video của tôi đến đây cũng xin tạm dừng, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều.